phải cái chụp hình của con hồi nãy, nãy cái điện thoại của ba của con vậy? Của con. Con tên gì? Albert. Các bạn ơi, hôm nay Andrew có anh Tom Vinh là khách hàng dẫn cháu con trai đến văn phòng của Andrew Lê để mà gặp mặt và giao lưu. Albert nói rằng là Albert là fan thần tượng, fan hâm mộ của Andrew nó. Và Albert cũng là một người có cái tài đánh piano rất là giỏi. Cho nên là hôm nay Albert đến để giao lưu với Andrew và Albert sẽ biểu diễn cho các bạn một bài. Ok, rồi xin mời Albert nha. Bài này bài gì vậy? Richard Clayman. Thank you.